Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Như lúc này thì cũng vào mùa mưa rồi, thì mình cũng nấu chè bà ba cho gia đình mình ăn. Thứ nhất là cho nó ấm nữa, mưa thì nó lạnh, thì mình ăn chè nóng thì nó sẽ ngon hơn ha. Thì nguyên liệu mình gồm có thì mình cũng có là 200g đậu phộng. Đậu phộng đó là mình cũng đã ngâm từ hồi sáng tới giờ rồi. Với lại mình cũng có 150g đậu xanh thì mình cũng đã ngâm sẵn luôn rồi ha. Nửa ký nước cốt dừa, 50g bột bán, 250g đường và một muỗng cà phê muối. Thì mình cũng có màu sắc thì mình có là màu lá dứa nè. Núm mèo thì mình cũng đã cắt sẵn ra rồi, mình cũng cắt thành sợi như vậy nè các bạn. Với lại một ít dừa nạo. Còn khoai thì mình cũng có là khoai tím, khoai bí và khoai trắng. Và một tí xíu lá dứa này là một hồi mình nấu trong chè cho nó thơm. Thì trước tiên là mình sẽ đem đậu phộng này mình đi nấu trước nha. Tại đậu phộng mình nấu nó rất là lâu các bạn. Mình cũng cho đậu phộng vào trong cái nồi cơm điện nè. Thì mình sẽ nấu bằng nồi cơm điện ha, chứ nấu bằng bếp ga thì nó sẽ hơi lâu. Mình cũng cho vào đây một ít muối, mình sẽ quậy lên. Và mình nấu khi nào đậu chín á thì mình sẽ làm tiếp. Thì bây giờ trong thời gian nấu đậu thì mình lên nhà trên mình làm tiếp cái phần khoai nha. Thì mình cũng chuẩn bị cái thao nước nè. Thì mình sẽ cho muối vào đây, thì mình sẽ ngâm khoai lang trước. Mình cũng cắt khoai lang ra rồi mình cũng ngâm ha. Thì khoai lang thì mình cũng cắt một ít, đặng một hồi mình hấp cho nó chín. Còn một ít thì mình sẽ cắt hạt lựu, đặng mình để vào trong khoai cho nó ngon. Mình sử dụng nửa củ khoai bí thì mình sẽ hấp. Còn nửa củ này thì một hồi là mình sẽ xắt hạt lựu nha. Khoai trắng cũng vậy luôn, thì mình sử dụng một củ luôn. Mình cắt xong rồi mình cũng để vào trong cái thao nước muối á, tránh như khi khoai của mình nó có bị có mủ đó các bạn. Còn khoai này á thì mình sẽ cắt hạt lựu ha, mình cắt cũng đừng có nhỏ quá mà cũng đừng có bự quá, mình cắt cũng vừa ăn thôi. Đây. Rồi mình cắt khoai xong á thì mình cũng để vào trong thao nước muối luôn ha, tránh như khi nó bị đen á, mủ nó bị đen. Rồi mấy cái khoai kia mình cũng cắt y chang vậy ha. Thì mình sẽ sử dụng bột năng nè, đặng mình làm cái phần bột màu lá dứa đó các bạn. Thì mình sẽ cho 4 muỗng ha, 4 muỗng ăn cơm. Đây 4 muỗng. Để qua một bên. Rồi mình sẽ cho màu lá dứa vào. Mình trộn từ từ nha. Mình nhồi cái phần bột này nó thành một khối nha các bạn. Một hồi thì mình sẽ trụng cái phần bột này dặn như mình lấy trùng đó, đặng cho mình nhồi bột á cho nó dễ. Mình thấy lá dứa mình thiếu á thì mình sẽ thêm nha. Tại mình có xay ra một tô màu lá dứa nè. Mình cho vào từ từ thôi, tránh như khi cái bột của mình nó bị nhão á. Mình cũng chuẩn bị cái nồi nước rồi nè các bạn. Thì mình sẽ để cái phần bột này nè vào mình trụng bột nha. Mình trụng bột cho cái cục bột này nó hơi chín chín á. Rồi mình lấy mình nhồi chung với bột khô. Chứ để nhiều khi cái bột của mình nó cho bột năng không á, thì sợ nhiều khi mình không lấy trụng như vậy nha, thì cái bột của mình nó sẽ bị chảy. Rồi bây giờ là mình sẽ trụng cho nó chín chín cái cục bột, rồi mình sẽ để vào trong cái thao bột này mình nhồi tiếp nha. Bột thì mình trụng cũng được rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ lấy cục bột này mình sẽ để vào trong thao này, rồi mình đem lên nhà trên á, rồi mình sẽ nhồi cho nó thành một khối bột ha. Bột là mình nhồi là nó cũng dẻo lại nè các bạn đó. Các bạn thấy cái cục bột mình nó không có bị chảy ha. Rồi bây giờ là mình sẽ lấy một viên bột nè.
mình lấy ít thôi. Cái mình cũng cho miếng dừa mình cho vào, cái mình gói lại. Tùy theo mình thích ăn cái miếng dừa nó lớn hay nó nhỏ nha, thì tùy theo sở thích của mình. Rồi bây giờ là mình sẽ xe tròn lại như vậy, mình để vào trong cái thau bột này luôn. Rồi thì bây giờ là mình cứ việc là mình làm cho đến hết cái phần bột thôi. Khoai lang đó là mình hấp từ nãy giờ nè các bạn, bây giờ khoai cũng đã chín rồi ha. Thì bây giờ là mình sẽ tắt bếp nè. Thì mình sẽ lấy khoai tím ra, mình lấy ra mình chia ra làm 3 màu. Giờ là mình sẽ nghiền cái phần khoai ra cho nó nhuyễn nha các bạn. Nghiền khoai lúc mà nó còn nóng như vậy nè thì mình nghiền nó sẽ dễ hơn. Ở ngoài trời thì giờ hiện tại đang mưa lớn lắm các bạn, thì nếu mà có ồn thì các bạn cũng thông cảm ha. Khoai mình cũng đã nghiền xong hết rồi ha, thì mình sẽ cho một muỗng bột năng nè các bạn, một muỗng thôi, mình không có cho nhiều nha. Rồi bây giờ là mình cái việc mình trộn với phần khoai với lại bột á cho nó đều với nhau, và sau đó thì mình sẽ hồi mình cắt ra miếng vuông vuông. Nếu mình thấy cái khoai của mình mà nó có hơi khô quá thì mình sẽ cho vào một miếng nước để mình sẽ nhồi thử. Khoai giờ còn nóng nè, bây giờ là mình sẽ dùng tay để mình sẽ nhồi thử luôn ha. Cái khoai á bây giờ là mình thấy nó cũng đã dẻo lắm nè các bạn, mình không có cần cho thêm nước đâu. Đúng không? Và bây giờ á mình nhồi cái phần bột mình cho nó thành một khối rồi á, thì mình sẽ làm tiếp hai cái màu khoai còn lại nha. Khoai á thì mình cũng cứ việc là mình xe ra, mình xe ra cái mình để lên cái thớt này nè các bạn, mình cứ việc là mình lăn nhẹ 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 tặng cho cái phần khoai của mình á cho nó dài dài ra. Và mình sẽ cắt ra cái từng khúc ha, giống như là mình làm bánh chè khoai dẻo vậy đó các bạn. Rồi bây giờ là mình cứ việc là mình cắt từng khúc ra, thì tùy theo sở thích của mình, thì mình thích ăn cái khoai á nó bự hay nó nhỏ gì đó thì tùy theo. Mình sẽ để vào trong cái tô này luôn. Mình sẽ làm cho đến hết cái phần khoai nha. Mình cũng chuẩn bị cái nồi nước rồi nè các bạn. Thì bây giờ là mình sẽ luộc cái phần chân trâu trước nha. Mình để cái nước cho nó sôi thiệt là sôi á, là mình mới cho cái chân trâu này vào nha các bạn. Mình cũng vẫn để cái mặt lửa cho nó cao thì gọt cao nha, cho nước nó sôi. Đây các bạn thấy nè, lên cái màu xanh là nhìn nó đẹp ghê không. Và mình luộc cái phần cơm dừa này trước, rồi sau đó mình sẽ luộc luôn cái phần khoai lang nha. Cái cơm dừa là mình nấu bây giờ nó cũng đã chín rồi nè các bạn, thì mình cũng chuẩn bị cái thau nước ha. Thì mình sẽ cho vào trong cái thau nước này nè các bạn. Các bạn thấy nè, nhìn nó đẹp ghê không. Và bây giờ là mình sẽ nấu luôn cái phần khoai nha. Đây mình sẽ cho khoai tím vào, cho luôn những cái phần khoai nào màu tím, màu vàng với lại màu trắng mình cho luôn ha. Và bây giờ là mình sẽ đợi cái phần khoai này nó chín nữa rồi mình sẽ nấu tiếp cái phần nước cốt dừa. Khoai lang đó là mình nấu cũng đã chín nè các bạn, bây giờ là mình sẽ lấy khoai lang ra ha, mình cũng để vào trong cái thau nước lạnh.
Các bạn thấy trời mưa không, nghe trời mưa rất là lớn lắm luôn á các bạn. Và bây giờ là mình vớt khoai ra xong rồi đó, mình sẽ nấu luôn nước cốt nha. Mình sẽ cho một ca nước vào nè các bạn. Đây nước cốt ha, mình sẽ pha lẫn ra. Rồi mình sẽ quậy lên. Và mình sẽ dằn vào đây một tí xíu muối. Sau đó thì mình sẽ để cái đậu xanh vào mình nấu luôn. Đậu xanh này mình ngâm rồi đó, cho nên là mình nấu nó cũng lẹ lắm đó các bạn. Nấu cho cái đậu xanh này cho nó chín. Rồi sau đó thì mình sẽ để khoai vào mình nấu luôn nha. Nấu cho nó hơi chín chín thôi rồi mình mới để khoai vào nha các bạn. Chứ mình nấu mà chín quá thì mình để khoai vô nữa là nó bị gục luôn á. Đậu phộng á là mình nấu từ nãy giờ nè các bạn. Bây giờ đậu nó cũng đã chín rồi, hồi nãy mình cũng có nếm thử rồi đó. Bây giờ là mình sẽ rút liền ra luôn ha. Và bây giờ là mình sẽ vớt cái phần đậu phộng này ra. Thơm quá. Rồi cái bột bán thì mình cũng nấu sẵn rồi, nó cũng đã chín luôn rồi nè các bạn. Thì mình sẽ lấy ra luôn ha. Đậu xanh thì mình nấu cũng được một lúc nè các bạn. Các bạn thấy mình nấu cái món chè bà ba này nó rất là nhiều công đoạn ha. Nào là mình phải làm khoai lang, sắc khúc khúc thì tùy theo sở thích của mình. Thì đậu xanh của mình bây giờ nó cũng đã chín chín rồi nè. Bây giờ mình sẽ để khoai với mình vào mình nấu luôn nha. Tuy rằng mình làm nó nhiều công đoạn, nó hơi cực thiệt, nhưng mà nó nhiều cái túp pin này á, thì nhìn cái màu sắc á, nhìn nó sẽ ngon hơn. Nào là có khoai nè, khoai củ nè, rồi khoai mình nấu khoai dẻo nè, rồi thêm có đậu xa với lại lá dứa, có dừa nữa thì nó sẽ ngon hơn. Còn nếu mà các bạn mà thích ăn có bột khoai thì mình sẽ cho thêm bột khoai. Thì mình không có thích ăn bột khoai nhiều, cho nên đó là mình chỉ để núm mèo vào thôi. Bây giờ mình nấu cho cái khoai này nó chín nữa thì mình mới cho đậu phộng vào với lại cái khoai dẻo với lại cái lá dứa vào luôn nha. Khoai thì mình nấu nó cũng đã hơi chín, cũng đã chín nè các bạn. Thì bây giờ là mình sẽ để đậu phộng vào luôn ha. Rồi mình cũng để cái khoai dẻo này vào luôn. Mình thấy mà họ thiếu nước á thì mình sẽ cho thêm nước nha. Tại mình còn cho nước cốt nữa, bột bán á thì mình cũng cho vào luôn. Nấm mèo. Và bây giờ là mình sẽ quậy đều lên. Đường thì một chút xíu mình mới cho nha. Mình nấu thêm với đậu phộng này thêm một tí xíu nữa rồi mình mới cho đường vào. Chứ nếu mà mình cho đường vào thì cái đậu phộng của mình nó bị đợi đường thì nó sẽ bị cứng. Cho nên đó là mình sẽ nấu thêm một tí xíu nữa. Rồi các bạn, bây giờ mình nấu cái nồi chè này nó sôi lên rồi nè. Đó, các bạn thấy cái nồi chè của mình nó hấp dẫn hay không ha. Nào là màu trắng, nào màu xanh, rồi màu tím nữa. Bây giờ mình sẽ cho cái phần đường này 250g đường mình cho vào hết luôn. Rồi mình sẽ tự nêm nếm lại nha. Thì mình thích ăn ngọt, lạt như thế nào á thì mình tự nêm nếm nha các bạn. Đó, cái nồi chè của mình quá là hấp dẫn luôn. Màu sắc thì nó cũng đẹp nữa nè. Màu lá dứa, rồi màu trắng, rồi màu tím. Mình cho cái nước cốt nè, mình cho vào hết luôn. Rồi mình sẽ tắt, cho nó nóng lên tí xíu rồi mình sẽ tắt bếp luôn ha. Rồi bây giờ là mình sẽ tắt bếp luôn nha. Rồi bây giờ là mình sẽ múc lên nhà trên là mình thưởng thức thôi. Đây mình cũng đã múc ra một chén chè nè các bạn. Các bạn thấy cái chén chè của mình á, nó rất là nhiều màu sắc, rất là đẹp lắm luôn nè ha. Nào là màu tím nè, màu vàng nè, màu xanh. Và thêm có hạt đậu phộng nữa. Nhìn nó rất là ngon các bạn. Thì mình cũng mời cả nhà dùng chung với gia đình mình nha. Đây các bạn thấy không, bây giờ ở thời tiết ở bên ngoài là đang mưa rất là lớn lắm luôn, cho nên đó là mình ăn cái món chè bà ba này ăn rất là ngon.
và nó ấm nữa. Bây giờ là mình sẽ dùng thử thôi. Ăn rau truyền phẩm nha, nóng còn nóng. Ăn rồi luôn á. Ăn từ từ thôi, nóng lắm á. Vừa thổi vừa ăn. Mình ăn cái miếng khoai lang á, nó rất là dẻo. Còn cái nấm mèo á thì nó có độ giòn giòn, nước cốt dừa thì nó rất là béo các bạn. Tại vì mình nấu tới là nửa ký nước cốt rồi. Giờ mình ăn sẽ thử cái cơm dừa nha. Cái phần cơm dừa thì mình ăn cái bột á thì nó có cái độ dai dai. Cái cơm dừa mình ăn nó có độ giòn giòn, nó béo béo. Còn đậu phộng á thì mình ăn nó rất là bùi các bạn. Tại vì mình nấu đậu phộng á, mình cho dừa cho nó chín mềm đi, rồi mình để đường vô nữa thì cái hạt đậu phộng của mình nó sẽ dẻ lại, nó sẽ ngon hơn. Chứ mình nấu mà đậu phộng mà nó nhừ thiệt nhừ á thì cái đậu mình nấu sẽ dễ bị nát lắm. Như vào cái mùa mưa này các bạn, thì mình nấu ra những cái chén chè nóng như vậy thì mình ăn á thì nó cảm thấy rất là ngon và nó ấm dữ lắm luôn. Thì video của mình là sẽ kết thúc tại đây ha. Mình cũng cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem video của mình nha. Nếu thích thì like và chia sẻ cho các bạn nhiều người cùng xem nhé. Và nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha. Xin chào cả nhà.